Xin chào các bạn đã đến với channel của mình là 476 Gaming. Và hôm nay mình sẽ farm từ LVL 1990 đến LVL 2000 mắc nha các bạn. Giờ bắt đầu thôi.
rồi mình đã farm sock rồi nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình.